Người ta không có biết Phật là gì hết, không biết đạo là gì hết đó, nhưng mà ta biết nhân quả, có phải không? Ta nói gieo nhân nào gặp quả nấy nha mày. Mặc dù người ta không đi chùa, người ta không học Phật gì hết á, nhưng mà hai cái từ nhân quả, đạo lý nhân quả đã đi sâu trong lòng của dân tộc. Cho nên người ta nói đạo Phật không có rời dân tộc là như vậy. Khi mà Vua Lương Võ Đế gặp Tổ Đạt Ma, ông mới hỏi ngài: trẫm xây chùa đúc tượng nhiều như vậy có công đức không? Tổ Đạt Ma trả lời: không có công đức. Ông nghe như vậy ông thất vọng quá, tại ông nghĩ rằng ông phải được tổ khen. Nhưng mà tại vì cái mà ông nghĩ công đức á, là ông nghĩ cái phước của hữu lậu. Còn Tổ Đạt Ma trả lời là cái phước của vô lậu. Đây là cũng một từ nữa nha. Hữu lậu có nghĩa là cái mà mình có hưởng, mà có hưởng thì có ngày nó hết. Chữ lậu là rỉ ra. Cái gì mà còn còn sót lại. Thí dụ mình nói nè, đời này cái thầy đó thầy có phước hữu lậu, có nghĩa là thầy rất có phước, thầy nói xây chùa cái là xây dễ dàng, thầy muốn in kinh làm cũng dễ, nói chung là những cái phước báo của đời này có một cách nhẹ nhàng và dễ dàng, phước đó phước hữu lậu. Còn cái phước vô lậu là cái phước tu tập. Tổ Đạt Ma muốn nói cái phước mà mình làm mà không có nghĩ tới, cái phước đó phước vô lậu. Cho nên tại vì ông là cái người phàm, cho nên ông hỏi một câu phàm. Nhưng mà tổ là bậc thánh, cho nên tổ đâu có trả lời cái câu phàm được. Cho nên tổ nói không có công đức. Ông nghe như vậy ông hơi buồn. Tổ biết căn cơ ông này chưa tới, cho nên tổ liền đi lên núi Tung Sơn ở Thiếu Lâm Tự. Lên trên đó xoay mặt vào trong vách ngồi thiền 9 năm. Cho nên bây giờ mình mới có một danh từ gọi Tổ Đạt Ma là Cửu Niên Diện Bích. Cửu Niên Diện Bích đó là 9 năm xoay mặt vào trong vách. Và lúc đó không ai biết Tổ Đạt Ma tên gì, cho nên người ta gọi Tổ Đạt Ma lúc đó là Diện Bích Bà La Môn. Tức là ông Bà La Môn này từ Ấn Độ tới mà xoay mặt vào trong vách giấc. Diện Bích Bà La Môn. Thì tại khi nhắc tới Lương Võ Đế thì ai cũng biết cái câu chuyện đó. Làm chùa, xây tượng, đúc chuông có phước. Nhưng mà cái phước mà còn tính được gọi là phước hữu lậu. Cái phước mà tiếng Anh nó gọi là countless, không thể đếm được, gọi là phước vô lậu. Mà cái gì mà vô lậu là nó bàn bạc, còn hữu lậu là nó có, chữ hữu là có, mà có này là có ngày hết, xài là hết. Ví dụ nè, mình có chồng được chồng thương, cưng chiều mình đủ thứ hết là phước hữu lậu nha. Nhưng mà nếu mà mình biết xài ít 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 thì nó cứ rỉ rả xài hết đời. Mà nếu mà mình thủng cái lỗ thùng cho nó lún, nó chảy chảy ào ào thì nó làm sao? Nó mau hết. Cho nên chữ lậu là rỉ ra. Chữ lậu là rỉ mà nó rỉ từng giọt từng giọt. Còn cái hữu lậu là cái đó, còn cái vô lậu là không có hạn lượng. Cho nên á mình hay nói công đức vô lượng. Vô lượng là không có đếm được. Tại sao? Tại vì làm mà không tính, chính không tính sao đếm. Ví dụ này, con xin cúng chùa rồi chấm hết. Còn mình không có nói con xin cúng chùa nhớ ghi vô đó, rồi cái mình đi đâu mình cũng nói nãy đó tôi cúng 20. Rồi cái tháng sau mình nói tháng rồi tôi cúng 20, mà 20 đó mình nói mấy tháng luôn. Thì cái đó gọi là gì? Hữu lậu. Còn mà 20 nữa rồi. Như bây giờ Pháp Hòa nói cái vô lậu nè. Thí dụ bây giờ mình thấy người ta xây chùa mình cúng dường cho đó, mình chết đi rồi cái thân này là hữu lậu, nhưng mà cái ngôi chùa đó truyền hoài hết đời này tới đời khác, người ta nương vào cái chùa đó để người ta tu, cái chùa đó là cái phước vô vô lậu. Nói ví dụ vậy cho đại chúng dễ nhớ cái gì gọi là hữu và vô. Cái gì có tướng tức là hoại diệt, cái gì vô tướng là không được. Cho nên á tiếng Mỹ cũng rõ ràng, cái gì mà đếm được gọi là many, cái gì không đếm được gọi là much. Ví dụ như cái bàn, how many tables,
không? Nhưng mà tiền thì phải how much, chứ không thể how many money được, không? Nước không đếm được, cho nên how much water, nước là không đếm được. Cái gì còn đếm là many, là cái gì không đếm được là much. Lương Hoàng, Bảo Sám, Võ Đế, Bi Đề. Bi Đề là bi thương. Bi thương cái gì? Xà thần sổ trượng nhiễu đơn trì. Thân dài của mãng xà quấn vào cái thềm rồng. Thần 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 xà này là con gì? Con rắn. Con rắn này là ai? Vợ của ông đó, bà hoàng hậu Hi Thị. Vì khinh chê, vì làm những cái điều không có lành thiện, cho nên khi mất đi đọa làm con rắn. Nhưng mà thưa đại chúng, con rắn là thông thường mình tượng trưng cho cái tâm địa làm sao? Tâm địa không tốt. Cho nên khi mà tâm địa không tốt thì gọi là xà tâm. Không? Người Việt mình hay nói khẩu Phật tâm xà, hay là khẩu xà tâm Phật gì đó. Xà thần sổ trượng nhiễu đơn trì, lưỡng nhãn hỏa quang bi, mắt lửa sáng bay, độ thoát xuất a tỳ. Ở trong Lương Hoàng Sám kể á, khi mà bà đọa làm rắn rồi đó, thì đêm nào bà cũng về trong triều, trong cung á, bà rên rỉ, bà cầu vua cứu bà. Thì vua mới thỉnh Hòa Thượng Chí Công lập đàn cầu siêu cho bà. Thì khi mà bộ Lương Hoàng Sám này viết xong rồi, thỉnh chư tăng tới tụng, quý vị biết không, tụng tới quyển thứ năm thôi. Hết quyển thứ năm thì đại chúng ngước lên thì thấy trên không trung có một người đứng xá chào chư tăng, cảm tạ chư tăng, con đã thoát kiếp. Cho nên ở trong cái quyển 5, quyển 6 mà nếu mà quý vị có hành trì đó, nó gọi là giải oan thích kết, hay là dịch một câu nữa là giải tỏa oan kết. Nếu như mình không có thời gian mình tụng trọn bộ đó, tụng hai phẩm thôi, tụng quyển 5, quyển 6, cái phần đó là phần giải những cái oan kết của mình với người trong nhiều đời nhiều kiếp. Chữ A Tỳ là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ A Tỳ là vô gián. Vô gián là gì? Là không có thời gian gián đoạn, gọi là vô gián địa ngục. Tiếng Phạn gọi là A Tỳ địa ngục. Bây giờ chúng ta gọi dịch lại là vô gián địa ngục. Mà tại cái gì gọi là vô gián? Có ba cái vô gián: thời gian vô gián, thọ khổ vô gián, khí cụ vô gián. Thời gian chịu khổ không có hạn lượng, chịu khổ không có hạn lượng, và gì nữa, khí cụ để làm khổ mình không có hạn lượng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, nếu một người mà trên đời này mà họ khổ đó, có ai dám nói họ sẽ khổ trong 3 năm, 4 năm không? Nếu họ không có giải thoát được, không tỉnh táo được thì khổ tới chết. Rồi vô gián gì nữa? Đi cũng khổ, ngồi cũng khổ, ăn cũng khổ, ngủ cũng khổ, cả đời khổ. Đi tới tiệc vui mà ngồi rủ rỉ. Vô gián, thời gian vô gián, chịu khổ vô gián, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ cái câu đó. Họ nói tôi như thế này, họ làm tôi như thế kia, cho nên cái khí cụ là gì? Những cái binh khí làm khổ. Mà thưa đại chúng, ở trên đời này đâu phải gươm dao mới làm người ta đau khổ đâu. Lời nói có làm người đau khổ không? Hành động có làm người ta đau khổ không? Cái háy quýt có làm đau khổ không? Người ta mới vừa bưng lên ăn mà nhìn trừng trừng cái ta bỏ xuống. Cho nên cái khí cụ để hành khổ người ta là vô vô cùng, cho nên gọi là vô gián. Thời gian vô gián, chịu khổ vô gián, và những khí cụ để hành tội mình vô gián. Chưa nói là ngủ vô gián nữa nha. Chữ ngủ không phải nằm ngủ đâu, nghe ngủ cái cười lên. Chữ ngủ là năm đó. Quý vị đọc trong kinh Địa Tạng, thế nào là vô gián? Một, những tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, muôn lần chết, muôn lần sống. Nhớ không? Nhớ không? Phẩm thứ mấy? Phẩm thứ mấy trong kinh Địa Tạng? Phẩm thứ ba.
Phẩm thứ ba, mấy trang cuối trong kinh Địa Tạng đó, nói cho anh biết vô gián là gì. Bồ Tát Phổ Hiền hỏi Thánh Mẫu Ma Gia, à Ma Gia hỏi Địa Phổ Hiền. Không phải em quên đâu, em đang thử có ai dưới kia đang ngủ. Khải cáo từ bi độ thoát xuất A Tỳ Lương Hoàng Bảo Sám Vạn Đức Hồng Danh. Đấy, ngày hôm qua mình giải thích hai chữ Hồng Danh đó. Hồng Danh là tên của Phật, nhưng mà mỗi một tên của Phật chứa đựng cả vạn đức ở trong đó. Vạn đức là gì? Cả 10.000 cái đức hạnh ở trong đó. Thí dụ như nói Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, trước hết là có cái hạnh gì ở trong đó? Hạnh nguyện cứu đời. Nhưng mà trong Bồ Tát Phổ Hiền có Văn Thù Sư Lợi không? Có cái trí tuệ của Văn Thù không? Có từ bi của Quan Âm không? Có nguyện của Quan Âm của Địa Tạng không? Có sự hỷ xả của Di Lặc không? Có sự tinh tấn của Thích Ca không? Có sự thanh tịnh của Di Đà không? Đó. Cho nên một hiệu mà chứa đựng cả 10 hiệu, 100 hiệu, 1.000 hiệu. Mỗi một hiệu gọi là vạn đức hồng danh. Chữ hồng là to lớn. Ta nghe tới tên Phật cái người ta phát tâm. Còn ta nghe tới tên mình cái ta ớn sinh sống, dù đang giữa trưa hè nóng bức. Cho nên mình mới nguyện. Xin quý vị biết vừa rồi á, có một vị hòa thượng ở bên Đài Loan, ngài mất rồi. Ngài phát nguyện á 49 nguyện. Ngài có 49 nguyện, mà trong đó 48 nguyện đầu á, là ngài nương vào nguyện của Phật Di Đà mà ngài phát. Phật Di Đà phát nhiều nguyện là ngài phát đúng y vậy. Nhưng mà có cái nguyện cuối cùng. Tôi nguyện, cái nguyện 49, tôi nguyện trong đời này ai nghe tới tên tôi, ai thấy hình tôi thì nhất định người đó sẽ được tôi độ. Nếu người đó chưa được độ, tôi nguyện vô lượng kiếp tôi sẽ theo người đó để tôi độ. Cho nên rồi cái thì người ta mới gửi cái hình đó ra, ta nói chúc mừng cho bạn, bạn đã được thấy hình ngài, bạn đã được nghe danh của ngài, bạn nhất định sẽ được độ. Chữ độ này không phải là cứu rỗi, không phải đưa tay lên Phật bốc lên trên kia, mà mình khổ thì mình sẽ gặp ngài trong muôn ngàn nẻo sống để ngài giúp cho mình. Thí dụ như trong khi mình khổ quá, có người tới choàng vai mình, ngủ đi em mộng bình thường. Vai ta em hãy tựa đầu, cho ta nghe nặng trái sầu rụng rơi. Ngày đó. Cho nên đừng có tưởng là một vị nào sẽ là đầu tròn áo vuông, tay cầm tích trượng lỡ gõ mình cái. Không có. Các vị Bồ Tát có cái hạnh đức rồi thì các ngài không ở cái tướng như mình nghĩ đâu. Cho nên hàng ngày trong cuộc sống của mình là Bồ Tát thiếu gì mà tại mình không biết hết chứ. Đói bụng quá trời mà tự nhiên có người tới chị vô ăn với em miếng cơm, không phải là Bồ Tát sao? Đang khát nước mà người ta cho mình miếng nước, không phải là Bồ Tát sao? Mình đang đứng dậy mà ngã tới ngã lui có người chụp kịp là Bồ Tát là gì? Nó Bồ Tát thường hay chụp. Lương Hoàng Bảo Sám Vạn Đức Hồng Danh Linh Văn Tam Quyển Tối Hoàng Thâm. Tức là cái linh văn là gì? Cái văn từ này linh diệu lắm. Thế nào gọi là linh văn? Có những cái thơ, những cái bài viết viết ra ta đọc, ta bực bội, ta phiền não lên. Nhưng mà có những lời viết ta đọc lên thì ta thấy sao? Tâm tư mát mẻ, nhẹ nhàng. Thí dụ như hồi sáng mình tụng. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay. Cái đó có phải là linh văn không?
mình viết cho bạn mình một cái bức thơ ngắn cũng là linh văn. Thí dụ người ta mời mình đi tiệc, mình không dự được, mình gửi lại: trước hết em rất cảm ơn chị đã nhớ nghĩ đến em, gửi cho em cái thiệp mời đám cưới của cháu. Rất tiếc ngày giờ đó vợ chồng em có việc, tuy nhiên em không có mặt mà em vẫn gửi tình thương đến cho hai cháu, chúc phúc cho hai cháu. Ta đọc xong ta nghe biết bao nhiêu tình cảm trong đó, gọi là linh linh văn. Vậy thì bất cứ một lời nào mình viết cho người mà người đọc mà người ta sanh ra sự hoan hỷ đều là linh văn hết. Hồi nãy có một cô tìm Pháp Hòa, nói: thầy thầy bữa hôm con nghe thầy làm bài thơ gì hay lắm, Nam Mô Di Đà Phật mỗi người mỗi tật, Quan Âm Bồ Tát mỗi người bổ khác, Đại Thế Chí mỗi người mỗi ý, Địa Tạng Vương mỗi người một phương, gom bốn ông đó lại thành thanh tịnh đại hải chúng. Linh văn tam quyển, tức là những lời lẽ hay từ này đã đến quyển thứ ba rồi, hoằng thâm lắm, rộng mà sâu lắm. Tự tại miễn tay trung, tức là tự tự là gì? Tự tự hai nghĩa, mỗi chữ hay là tự thân của mỗi người sẽ miễn được đi cái khổ. Nhiều khi mình ngồi đây đạo tràng 300 người, có phải quý vị tụng xong bài kinh rồi mỗi người an vui mỗi kiểu không? Ai khổ chỗ nào thì nhờ bài kinh nó giải khổ chỗ đó. Cho nên tự tự miễn tai trung. Mình đọc xong kinh hay là thậm chí mình nghe bài pháp, nghe xong rồi mỗi người mình giải khổ mỗi cách. Người dính mắc cái này được giải, người dính mắc cái kia được giải. Rồi bây giờ mình bắt vào đi vào cung văn. Phật thân tướng hảo, câu này dễ biết không? Phật thân tướng hảo là thân Phật tướng đẹp lắm, hảo lắm. Cho nên mình khen, ví dụ mình khen tiếng Việt, mình khen một cái người nào mà đẹp á, mình nói danh từ cho nó văn hoa chút, nó chà, lúc này tướng hảo quá ha. Có nhiều vị gặp thầy hay gặp quý thầy nói: trời ơi thầy tướng hảo quá. Có nhiều người ta không biết dùng mấy cái từ, ta nói: trời ơi thầy đẹp trai quá. Cái tự như mình khều, mình không có nói bậy, đúng không? Đúng, khen thầy đẹp trai. Trời ơi, thì người ta gặp ta, cái người Việt ta không biết tiếng Hàm Hán thì đẹp thì người ta nói đẹp, mà con trai người ta kêu đẹp trai. Nếu mà gặp nó: trời ơi sao thầy đẹp gái quá, mới mệt. Chứ không có gì, chẳng qua là mình xài cái từ nghe cho nó nhẹ vậy thôi. Chẳng hạn như mình nói mời ăn cơm, mình nghe chữ ăn hơi nặng, cái nói mời dùng cơm. Thật ra ăn dùng cũng thứ. Phật thân tướng hảo, nguy nguy hoảng nhược. Nguy nguy tức là vòi vọi, rực rỡ, chữ nguy nguy. Vòi vọi. Hoảng nhược tử kim sơn, tức là rực rỡ như là cái núi vàng. Cái núi vàng. Hôm bữa mình học là tử kim đài, còn bây giờ là tử kim sơn, tức là núi vàng. Pháp hải trừng thanh là gì? Tức là cái biển pháp lắng trong, kiểu kiểu như ngân hán nguyệt, vằng vặc như trăng ngân hán. Ngân hán là tên khác của một chữ ngân hà, mà người Trung Hoa nói là ngân hà là đẹp, cho nên gọi là sông Ngân Hà. Ý nói là cái biển Phật pháp nó lắng trong, nó đẹp như là cái dãy ngân hà. Bồ Tát hiền thánh ứng cúng ư nhân gian thiên thượng, tức là Bồ Tát hiền thánh ứng cúng ở trên trời và nhân gian. Bích chi la hớn thuyết pháp ư thử giới tha phương. Chữ bích chi á là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là độc giác. Quý vị thường nghe nói cái vị đó tu chứng tới bích chi Phật.
Bích chi Phật là một từ khác của độc giác. Độc giác đồng nghĩa với duyên giác, cho nên cũng một vị mà ba tên. Bích chi Phật, duyên giác Phật hay là độc giác Phật. Vậy thì cái vị Bích chi Phật này chứng cái gì? Do nhìn các duyên mà giác ngộ. Do quán cái duyên vô minh hay là sanh tử gì đó mà người ta giác ngộ. Thí dụ như là mình đi tụng đám tang, mình vô mình thấy cái người đó trẻ đẹp quá mà bây giờ mất, thấy xong về giác ngộ, nó thôi bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết, thì cái người mất đó là duyên giác ngộ cho cái người kia. Mình giận cái người kia quá chừng, rồi mình lại trong bụng mình nghĩ chết đâu chết khuất cho rồi, ai ngờ đâu nói nhầm giờ linh chết thiệt. Trời, thật ra không phải mình rủa người ta mà người ta chết, nhưng mà tự nhiên mình thấy sao nó trùng hợp cái mình hối hận. Từ đó về sau mình nguyện không có nói lời xấu nữa, không có nghĩ xấu nữa, tại vì mình linh quá mình nói người ta chết. Cái tất cả cái gì làm cho mình đủ cái duyên giác ngộ đều là duyên giác hết. Người mà duyên giác nhờ duyên cái môi mọi duyên mà giác ngộ gọi là duyên giác, mà người đó không ai chỉ dạy, tự thấy hình thấy cảnh mà giác ngộ gọi là độc độc giác, mà độc giác tiếng Phạn gọi là bích chi. La hớn là bốn quả vị ngày hôm qua mình nói đó, thấy không, là cái quả cao tốt cao tột trong bốn quả thanh văn. Người nào mà quán tứ đế đó là khổ, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ, con đường diệt khổ, quán tứ đế, người đó chứng được a la hớn. Thuyết pháp nơi phương này cõi nọ, thuyết pháp ư thử giới tha phương. Có nhiều khi mình chứng đạo rồi, mình ngộ đạo rồi, thì mình không phải thuyết pháp ở cõi của mình không, mà còn mình làm gì? Còn đi thuyết pháp chỗ này chỗ nọ. Tam thiên sát hải chi minh đăng, đèn sáng cho 3.000 thế giới. Tức là ý nói mình đem Phật pháp mình truyền bá cũng giống như một ngọn đèn mà sáng cho 3.000 cõi vậy. Bách ức hôn cù chi nhật nguyệt, trời trăng của trăm ức tối tăm. Ý muốn nói rằng nếu mà mình đem giáo pháp mình chuyển khai, mình giáo hóa chỗ này chỗ kia, thì mình giống như là ngọn đèn soi ba cõi, giống như là mặt trời mặt trăng soi tất cả các chỗ tối tăm. Ban ngày thì có ánh sáng mặt trời, ban đêm thì có mặt trăng. Cho nên ý muốn nói rằng sự truyền bá của mình không có dứt đoạn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái này. Hồi đó mà cái thời mà chưa có băng giảng, chưa có băng cassette, chưa có băng dĩa CD, chưa có internet, chưa có YouTube gì hết, thì nghe pháp có hạn lượng không? Có bị hạn hẹp lắm. Bây giờ á, ở nhà mình có internet, mình có máy vi tính, rồi mình mở internet lên là cái tiếng mà giảng pháp của quý thầy không phải giảng ban ngày không, mà luôn cả ban đêm. Mà nhiều khi á, có nhiều vị mở xong rồi ngủ luôn cũng có. Rồi trong khi mà thầy ngủ thì tiếng pháp vẫn làm sao soi rọi giữa đêm trường. Vậy thì quý vị thấy câu này dở rõ ràng không? Nhật nguyệt chiếu soi tối tăm ngày đêm gì cũng ấy. Có nhiều ông nghe riết, nghe bà xã mở riết á, ông chọc ông nói bà pha ly nước chanh đi. Bà ủa bộ ông đau cổ nữa không, tôi pha cho ông thầy. Ông thầy ổng nghe bà nghe ổng từ sáng tới giờ tôi thấy ổng khang cổ rồi đó. Bách ức hôn cù chi nhật nguyệt, công thâm mạc trắc.
Tức là cái công ơn đó sâu dày lắm, khó mà đo lường được, mạt chắc là khó mà đo được. Công thâm, công là công đức mà truyền bá chánh pháp đó không có lường được. Cho nên cái bữa ngoài ho đó có vị hỏi mình á, công đức của người thuyết pháp và công đức của người tu học có bằng nhau không? Bằng nhau. Phải không? Cái người thuyết pháp á gọi là ngôn thuyết hay là khẩu giáo, còn mình á là thân thuyết. Nhiều khi mình không nói mà mình làm, mà cái thân giáo là nó gần gũi. Cho nên đại chúng trong chúng ta ai cũng là pháp sư hết á. Quý vị đừng nghĩ là pháp sư là phải học rộng nghe nhiều lên đây. Quý vị không học rộng, không nghe nhiều sao? Nghe pháp quá trời là nghe nhiều, mà nghe tới đâu học tới đó gọi là học rộng. Quý vị cũng là người học rộng nghe nhiều, nhưng mà chỉ có điều là quý vị không lên đây ngồi thôi. Thấy không? Nhưng mà quý vị ngồi được nhiều chỗ. Ở bếp, ở chỗ nào quý vị cũng ngồi được, còn cỡ em giờ mà ngồi chỗ nào người ta cũng để ý hết. Nguy hiểm. Chứ này không bằng ở dưới này pháp sư nhiều lắm. Mà khổ nổi cứ thuyết pháp chợ đen. Giờ ta ngủ bắt đầu thuyết pháp. Giờ ăn cũng thuyết. Giờ nghe giảng cũng thuyết. Ta đang nghe giảng cái khiều. Khỏe không? Tới nào vậy? Nãy giờ sao không thấy? Đang ăn mà cũng ngồi thuyết nữa. Rồi bây giờ mày vô ngồi ăn đi. Ăn được không? No không? Ăn thêm gì không? Mà cứ, tôi đâu có nói gì, tôi hỏi thăm bạn. Mà một người một câu, ngàn người ngàn câu, trăm người trăm câu. Cái công đức thuyết pháp khó mà lường được, công thâm mạt trắc, đức bất khả lượng. Hay không? Công với đức. Hồi nãy mình lấy cái, mình vận cái sức của mình để nói gọi là công, còn cái cách tu của mình là đức. Quý vị thấy hai chữ công đức không? Công thâm mạt trắc, đức bất khả lượng. Công á, là nói, đức là làm. Vì do làm cho nên sanh cái đức. Còn do mình giận công mình nói gọi sanh công. Tổ Quy Sơn có một câu như thế này trong Quy Sơn Cảnh Sách nè. Khi mình đi vào tu rồi mình phải thực hiện hai cái này để sanh công đức. Ngoại hoằng nội cần khắc niệm chi công. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức công đức. Nếu mà đã là người xuất gia, là người tu, bên ngoài thì phải biểu lộ, bên trong á, nội á, bên nội, nội tức là bên trong á, bên trong mình á, phải hiển lộ cái đức bất tranh. Nội hoằng khắc niệm, mình phải khắc phục những cái tham sân si mà bên trong của mình nó khởi, khắc phục cái đó để sanh cái công. Còn đối với chúng ở bên ngoài phải thể hiện cái lòng không có tranh cãi gọi là đức. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Ở trong này nói mình là người thuyết pháp thì công thâm mạt trắc, đức bất khả lượng. Làm giúp cho người là công, không toan tính mà vị tha gọi là đức. Tác tam giới chỉ quyện hoành. Được như vậy, mình làm cái chỗ để cho người ta, cho ba cõi người ta nương vào trong đó. Làm đòn bẩy cho ba cõi. Xây việc Phật trong ba đời. Kiến tam thời chi Phật sự. Hiện tại mình tu là quá khứ mình có nương vào Phật Bồ Tát ông bà tổ tiên, nhờ ông bà xưa dẫn dắt mình đi chùa, cho nên đời hiện đời bây giờ mình cũng nương vào ông bà mình tu.
nương quá khứ, tu hiện tại, rồi con cái nhìn theo đó mà đi. Hôm nay á, đại chúng đi hộ niệm cho bác Diệu Tâm. Theo Pháp Hòa biết, bác là người cúng dường cái tượng Phật mình đang thờ đây. Thì trong cái buổi cầu siêu xong thì Pháp Hòa có thưa với các anh chị trong gia đình là quý vị trả hiếu cho mẹ, ngoài việc tổ chức cầu siêu, có một cách trả hiếu và làm mẹ vui và đẹp hơn nữa, đó là đi theo con đường của mẹ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, nếu quý vị đi chùa mà con quý vị đi theo, quý vị vui không? Nếu mình tu mà con mình không biết trời đất gì hết, mình buồn không? Buồn đó. Như vậy thì rõ ràng cái mà mình để lại cho con như tiền của đó, nó là hữu lậu. Còn cái hình ảnh mình đi chùa, mình tụng kinh mà con cái đi theo thì hình ảnh đó gọi là vô lậu. Cho nên á, để tiền của cho con không bằng để cái đức cho con. Tại vì sao? Tại vì để cái đức, cái phước, cái hạnh lại cho con là ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Thấy nó mờ mờ, mịt mịt, không có gì hết. Nhưng mà nó là cái kế lâu dài, trường cửu chi kế. Còn mình để tiền để của rõ ràng, để 5.000, 10.000 xài hết, nó đánh cú bài thôi cũng hết nữa, chứ đừng nói là làm gì. Kể đó có ngày hết. Cho nên kiến tam thời chi Phật sự. Quý vị đừng có nghĩ bất cứ Phật sự gì, in kinh nè, xây chùa nè, đúc chuông, đúc tượng nè, mình nghĩ những cái đó tướng hình. Nhưng mà cái tướng hình mà cũng có khả năng làm cho người ta phát tâm bồ đề. Có nhiều người á, ta không bao giờ ta niệm Phật, một chữ Phật cũng không thèm nói, nhưng mà đi ngang cái tượng Phật người ta không biết thôi, chú cái đó là gì vậy? Ổng phải nói gì? Ổng phải nói tượng đó là tượng gì? Tượng Phật. Ổng đâu nói tượng tôi được, ổng phải nói chữ Phật. Cho nên nhờ cái tượng đó đó mà mình khiến cái người này phải nói Phật, gieo phát tâm cho họ. Quý vị viết một câu ra, người ta chỉ cần 3 năm để biết nói, nhưng cả đời để học hỏi, để nghe. Viết cái câu đó ra, rồi ai đi tới nhà mình cũng phải đọc câu đó hết. Người ta cần 3 năm, chỉ cần 3 năm biết nói, nhưng cả đời để học nghe. Đọc xong câu đó, ta ngẫm, ta thấm. Ta thấm xong rồi, người ta về, ta ứng dụng trong cuộc sống người ta. Cái đó gọi là trường cửu chi kế. Mình nói người ta không nghe, viết đi người ta đọc. Người ta không bao giờ ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà mình viết câu trong ngay cửa nhà mình, Nam Mô Di Đà Phật. Bạn tới thấy ngay cửa phải Nam Mô Di Đà Phật chứ. Ông không thể đọc Nam Mô Di Đà Lạt được. Đó là trường cửu chi kế. Kiến tam thời chi Phật sự. Phật sự là việc làm của Phật. Quý vị đừng nghĩ là mình vô trong chùa mình làm gì, ở trong nhà mình nghĩ cách mình cũng có thể làm nên Phật sự. Thượng lai phụng trì cầu sám đệ tử đẳng, tức là trước nay chúng con là những người đệ tử cầu sám hối. Tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, tức là thực hiện cái phương pháp sám hối theo lương hoàng này. Kim đương đệ tam quyển, tức là hiện nay con đang tụng quyển thứ ba. Công khóa viên mãn, tức là gì? Tức là quyển thứ ba này công phu tu tập đã tròn đủ rồi, tức là hết quyển ba đó, công khóa viên mãn. Tam muội hành nhân, tam muội hành nhân là gì? Tức là cái người tu, các cái người hành trì pháp này bây giờ thân tâm đã đi vào cái sự tĩnh lặng. Tam muội là chánh định đó. Đâu rồi? À, xuất nhập tam thời. Xuất nhập tam thời tức là có lúc tụng, còn có lúc nghỉ, thấy không? Đầy đủ ba thời, sáng, trưa, chiều. Xuất nhập ba thời.
đoan bỉnh nhất tâm, tức là kính, bây giờ chúng con kính lễ hết, là một lòng đảnh lễ quy mạng Tam Bảo, kính lễ Tam Bảo một lòng ngay thẳng. Tức là mình không có đem cái tâm mình quy mạng Tam Bảo. Chữ quy mạng này là từ chữ Nam Mô đó. Quy là quay về, mạng là thân mạng, đưa thân mạng mình trở về đảnh lễ Tam Bảo, đoan bỉnh nhất tâm. Nhiệt ngũ phận chi chân hương. Chữ nhiệt là đốt lên. Đốt lên cái phần hương mấy thứ? Ngũ phần. Ai nhớ ngũ phần hương không? Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Thế nào là giới hương? Khi mà mình dâng hương cho Phật á, dù một cây hay ba cây thì mình nhớ là cái hương này là tượng trưng cho năm thứ. Hương này là năm thứ. Một là hương giới, tức là người tu Phật, đệ tử Phật mình phải giữ giới. Nhờ giới mà chúng ta sanh được sự tĩnh lặng gọi là định. Nhờ định mà chúng ta sanh được trí tuệ gọi là tuệ. Bên cạnh đó mình phải có cái giải thoát. Giải thoát là gì? Sự cởi mở, sự ra cởi mở cái ràng buộc. Đồng thời phải giải bỏ, phải cởi mở luôn những cái tri kiến, những cái hiểu biết của mình nữa. Tại vì có những cái mình biết mà nó có chắc là nó đúng đắn hoàn toàn không? Chưa chắc. Và nhiều khi cái mình biết và có người ta biết hay hơn, xả bỏ cái đó. Người nào có đủ năm cái đó là người đó có đủ năm phần hương cúng Phật chúng ta thường tụng đó: giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nhiệt ngũ phận chi chân hương, tán tam xuân chi hoa nhụy. Chữ tam xuân là gì? Tam xuân tức là tháng 3. Tháng 3 là tháng cuối xuân. Cho nên người gọi là tam xuân chi quý. Cuối tháng 3 thì là đầu gì? Cuối tháng 3 là cuối mùa xuân, mà cuối mùa xuân thì đầu mùa mùa hè. Cho nên người ta gọi là tam xuân, tức là mùa xuân nhưng mà cuối tháng. Hồi xưa tiếng Hán người ta gọi vậy. Mình đừng nghe lầm là nói tam xuân chắc là ba mùa xuân. Không. Thường thường nhiều khi chữ Hán người ta dùng á. Thí dụ như người ta muốn nói á, 12 mà người ta muốn nói, ta kêu nhị lục. Cho nên cái bài tụng dược sư đó: nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiền thành. Nhị là mấy? Lục là mấy? 6 nhân 2 là 12. Mà thay vì người ta kêu thập nhị, mà ta kêu nhị lục nguyện vương. Nhưng mà nếu mình lầm á, mình nói nhị lục là 26 là không đúng. Nếu 26 thì người ta phải nói là nhị thập lục. Còn ta khi ta nói nhị lục là biết đây là số nhân. Thí dụ như người ta khen 32 tướng của Phật nè. Thay vì người ta nói tam thập nhị tức là 32, tam thập nhị tướng, ta không nói vậy. Ta nói tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng. Tứ là mấy? Bát là mấy? 8 nhân 4 là cái cách nói của tiếng Hán đó. Khi mà người ta nói tam xuân tức là mùa xuân tháng 3, nhưng mà cuối xuân, cuối tháng 3, mà cuối tháng 3 là mùa xuân, mà cuối tháng 3 là đầu mùa mùa hè. Cho nên bây giờ con xin cúng Phật bằng năm thứ hương này và tung rải lên những đóa hoa đầu mùa hè. Nói cho rõ là vậy, những đóa hoa đầu hè. Tán tam xuân chi hoa nhụy, bàn trình diệu cúng, tức là xin trình lên những món ngon món ngọt diệu cúng. Âu phiếm tiên trà chung khánh hòa minh, tức là chén 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 đầy đé, chén trà thơm
thường thường ta kêu mộc trà đó, tức là trà mộc đó, trà ngon đó. Nhi phạm âm thanh diệu, Chuông Khánh bây giờ giao hòa. Đối với hoa đó thì con xin cúng hoa đẹp, rồi cúng những món ngon, cúng xong rồi bây giờ có trà Âu Phiếm Tiên Trà. Bên cạnh đó chuông gọi là chung á, khánh tức là những cái tiếng khánh, chuông và khánh hòa âm lại để trở thành nên một âm điệu tuyệt vời, gọi là chung khánh hòa minh. Bây giờ Pháp Hòa nói chữ này cho quý vị dễ nhớ nè. Thường thường mình đi đám cưới á, quý vị hay chúc cho người ta cái gì? Loan phụng hòa minh, sắc cầm giai ngẫu. Loan phụng là gì? Không phải. Thật ra loan với phụng là một, nhưng mà phụng là con đực, loan là con cái, hiểu không? Tức là cũng là một đó, nhưng mà hễ nó là giống cái thì kêu loan, nó giống đực là kêu phụng. Mà hai con này nó không có, nó luôn luôn nó đi đôi với nhau. Cho nên tên hễ con thấy con cái ở đâu là biết con đực nó đâu đó, mà thấy con đực ở đâu là biết con cái nó đâu đó. Thì người ta mới lấy cái hình ảnh đó để người ta chúc cho hai vợ chồng như hình với bóng, ta gọi là loan phụng hòa minh. Bữa nay biết chưa? Còn khi mà người ta nói muốn muốn nói con phụng con rồng thì ta kêu long phụng chứ không phải loan phụng. Cái kia là long phụng tức là con rồng với con phụng, còn cái này là loan phụng. Loan là con phụng đó, mà tại vì nó là giống cái cho nên gọi là loan. Còn cái con đực gọi là phụng. Mà hai cái con này nó ở đâu, nó gần, nó không bao giờ nó rời nhau được. Ta chúc vợ chồng vậy đó mà. Hôm mai mốt mình giải chữ sắc cầm. Bàn trình diệu cúng Âu Phiếm Tiên Trà, Chung Khánh Hòa Minh Nhi Phạm Âm Thanh Diệu. Phúng Kinh Hành Đạo Nhi Yến Mặc Huyền Tư. Tức là bây giờ con tụng kinh hành đạo, tụng kinh hành đạo mà lặng vui, lặng vui. Cái yến mặc á tức là giống như một bữa tiệc vui, nhưng mà cái vui này là vui gì? Vui của thiền tư. Thiền tư tức là cái vui tĩnh lặng của người tu hành. Chữ tư là cái sự lặng lẽ bên trong. Pháp Hòa nói ví dụ như nói ví dụ vậy nè, 3 ngày này có phải là yến tiệc không chứ gì nữa, nhưng mà cái tiệc này là tuyệt thuyền tư, phải không? Còn người ví dụ như bây giờ can 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 tới giờ cái chí tâm đành lễ tụng. Còn nếu như mà yến tiệc ngoài đời thì người ta làm gì? Tình là tình nhiều khi không mà có. Cái tiệc đó là không phải thuyền tư. Còn bây giờ mời đại chúng ngồi vô, xếp bằng, để tay lên, cái đầu lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nghe xong mình lắng cái lòng mình xuống. Còn nếu mà ngồi kia, em ơi có bao lâu? Thì cái đó không phải là yến mặc. Chữ mặc á là tĩnh lặng, phải không nè? Như vậy thì mình đi tới khóa tu cũng là một dạng tiệc, cũng một dạng hội, hội mà cho mình pháp hội. Cái hội này người ta hội tụ lại mà lắng nghe được pháp, hiểu không? Còn mình hội tụ lại nhưng mà mình nghe được pháp, gọi là yến, gọi là pháp hội, thấy không? Còn bây giờ mình là gì? Yến mặc thuyền tư.
bữa tiệc này, thí dụ người ta nói xin mời nhập yến tiệc. Yến tiệc tức là ăn ngon chứ gì đâu. Nhưng mà mình cũng là, nhưng mà không là yến tiệc mà là yến mặc. Mà yến mặc này làm cho tâm tư mình thiền định, lặng lẽ. Yến mặc thuyền tứ. Mai mốt mình mời bạn mình tới uống trà trong lặng lẽ nha. Mình bắt cái phone lên, chị ơi em mời chị tới nhà em để yến mặc thuyền tư. Bà nói trời ơi bữa nay bà làm gì bà cá lương phụng kinh hành đạo như yến mặc thiền tư, sở tác tùng tâm. Tất cả các việc làm này từ tâm mà làm, có phải không? Đâu có ai ép mình làm từ tấm lòng mình muốn mà. Việc làm từ nơi tâm hoàn toàn sinh hồi hướng, tổng thân hồi hướng đó. Tất cả những gì mình làm từ tâm của mình nó mới có tác dụng. Chẳng hạn hôm nay mình muốn cúng dường, mình muốn làm gì tự tâm mình muốn, còn nếu ép mình là mình không vui. Tiếng Anh nó cũng rõ ràng, something you want to do, còn nói I have to do. Chữ have to là có nghĩa là gì? Hơi hơi bắt buộc rồi đó. I like to do, I want to do, nó khác. Cho nên nói rằng chúng con là những người đang kinh, phúng kinh là tụng kinh chứ gì, hành đạo, làm ra những cái đạo pháp. Phúng kinh hành đạo như yến mặc thuyền tư, tất cả việc làm đó sở tác tùng tâm. Tất cả việc làm này từ tâm mà nên. Nếu đã là từ tâm thì bây giờ đây con xin đem hết tất cả hồi hướng, tổng thân hồi hướng. Hồi hướng cách nào? Việc làm tuy nhỏ nhưng mà tâm lượng bao la, cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Hôm nay tuy con tu hành 1 ngày 3 ngày, gieo nhân một chút, nhưng mà con biết cái quả là con ít nhiều gặt hái được an lạc. Cái quả là con kết được bạn đạo. Cái quả là con hiểu thế nào là khóa tu. Cái đó gọi là hồi nhân hướng quả. Cái nhân mình làm tới một chút, nhưng mà cái quả thì bất khả tư nghi. Thí dụ mình cúng 1.000 đồng đúc tượng Phật, nhân chút phải không? Nhưng mà tượng Phật hình thành, đời này lưu lại đời sau, biết bao nhiêu người nhìn chiêm bái mà sanh lòng. Như vậy thì cái đó gọi là hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại. Tượng Phật là sự, nhưng mà nhìn Phật để tâm thanh thản, để gọi là hồi sự hướng lý. Cái sự là cái tướng, mà cái lý là cái. Giống như mình đọc cái bài này, nghe văn từ có vẻ cầu xin, nhưng mà mình đọc ra để mình học hỏi những cái hay trong này. Cái này là sự, quyển sám pháp là sự, còn nhận ra được lỗi lầm để mình phục thiện ăn năn gọi là lý, hồi sự hướng lý. Rồi bây giờ mình xoay lại, mình thấy tự thân mình có tu, mình cũng mong hồi hướng cho người khác tu. Cái đó gọi là hồi tự hướng tha. Bốn cách hồi hướng: hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Bây giờ tổng tổng tất cả lại, tổng thân hồi hướng. Hồi hướng cho đâu? Lạc bang vô lượng thọ giáo chủ. Vị này ai đây? A Di Đà Phật. Lạc bang là gì? Lạc bang là cái chỗ, cái bang là tỉnh bang đó. Thí dụ như mình, tỉnh bang này là gì? Texas. Còn tỉnh bang kia là tỉnh bang cực lạc. Cho nên lạc bang, lạc bang là cái chỗ, cái nơi chốn đó an lạc lắm. Có một vị giáo chủ tên là Vô Lượng Thọ. Mà Vô Lượng Thọ là một nghĩa của A Di Đà. A Di Đà có mấy nghĩa? Thứ nhất, Vô Lượng Thọ.
vô lượng công đức, vô lượng quang, lạc ban vô lượng thọ giáo chủ, Thích Ca Văn. Thích Ca Văn là Đức Thích Ca. Quan Âm, Tịnh Địa Tạng. Chữ tịnh là gì? Không phải. Chữ tịnh trong trường hợp này là và. Quan Âm và Địa Tạng. La Hán giữ thanh văn. Chữ giữ này nghĩa là gì? À, giữ là cùng, không phải giữ là chằng. Cái trường hợp này người ta gọi là gì nè? Đồng âm dị chữ mà dị nghĩa. Nhưng mà tại tiếng Hán Việt của mình viết chữ giữ này thì mình hiểu có nghĩa thôi, đó là hung dữ. Nhưng mà chữ giữ trong tiếng Hán trường hợp này là cùng. Thí dụ như giữ chư thánh chúng đó, hiện tại kỳ tiền, tức là cùng các vị thánh chúng có mặt trong giây đó. Bây giờ cái chỗ này, hồi nãy mình thỉnh Lạc Ban giáo chủ, Thích Ca Văn, Quan Âm, Địa Tạng, La Hán, Thanh Văn. Bây giờ gì nữa? Thiên Tào, Cập, Địa Phủ. Chữ cập là gì? Cùng với, chứ không phải là cập bồ. Nhưng mà cái chỗ này Pháp Hòa cần giải thích một chút. Thiên là gì? Tào là gì? Thường thường ta nói á, thiên là trời. Chữ tào có nghĩa là mỗi cái công chức ở trên cõi trời. Mỗi cái chữ tàu là một cái công sở có nhiều chức ở trong đó và từng bộ phận. Cho nên nói là những bộ phận ở cõi trời. Nhưng mà khi người ta nói tới thiên tàu á, ý người ta muốn nói cõi trời. Mà thí dụ như có một chỗ á, người ta trông coi cái việc mỗi một tàu là coi khác nhau. Thí dụ bây giờ trong cái đạo, trong cái chùa của mình là nhiều tàu à. Nấu ăn lạng tàu, xếp kinh lạng tàu. Thì ở trên cõi trời quan điểm người ta cũng nhiều tàu, mỗi tàu một việc. Thì mỗi tàu trông coi mỗi việc khác nhau. Mà những cái việc này là lo, ví dụ như người ta ghi sổ. Thiên tàu đâu, dở sổ ra coi. Không? Thì người ta nói thiên tàu ý muốn nói trời. Mà địa phủ là người ta muốn nói cõi đất. Nhưng mà thiên tàu địa phủ này á là theo quan niệm của Nho. Và cái quyển văn này viết thời xưa, thời phong kiến, tuy có Phật giáo nhưng mà vẫn ảnh hưởng Nho giáo. Cho nên người ta mới dùng cái chữ thiên tào địa phủ. Chứ còn thật sự Phật giáo thì mình không có những từ này. Thiên tào cập địa phủ, tam giới chúng cao chơn. Ở trong ba cõi đều là những bậc, ở trong ba cõi có những bậc cao chơn. Hàm sanh hoan hỷ niệm, tức là xin quý vị ở trên đó, như là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng, La Hán, Thanh Văn, Thiên Tào, Địa Phủ, các vị cao chân trong tam giới, xin tất cả quý vị hãy cùng sanh một niệm hoan hỷ với chúng con. Dám thử thắng công huân, xin hãy xét soi công đức thù thắng này. Bi tâm vô giải quyện, lòng từ không mỏi mệt. Chữ giải là gì? Giải đãi đó. Bi tâm vô giải quyện, tức là xin hãy lấy lòng từ không có mỏi mệt. Mình bây giờ ví dụ mình thương, mình lo người nào thời gian á, mà nó không nghe lời cái mình nói sao? Thôi tao mệt mày quá, giờ tao không làm gì nữa cho mày hết trơn. Thấy không? Tức là mình có làm nhưng mà làm chập hồi rồi cái thì mình lại sanh mệt mỏi không muốn làm. Nhưng mà đối với các vị mà người ta có cái tấm lòng từ bi rộng lớn thì không mỏi mệt. Trong kinh Địa Tạng nói, các vị hỏi thắc mắc, nói bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện xuống địa ngục cứu khổ chúng sanh, vậy mà sao chúng sanh dẫn họ ra rồi mai mốt thấy họ nữa? Nhớ không, kinh Địa Tạng nói vậy. Bây giờ quý vị tin không?
Tin có chuyện đó không? Có. Mình đấy, mình đi chùa, mình nghe kinh, cái mình hết khổ. Nhưng mà mai mốt chọc tới mình là mình cũng khổ y chang. Cho nên mình cũng vào ra ba cõi, xuống lên sáu đường, lạc một bước là xa hầm xuống hố, là mình chứ gì nữa. Bị vô minh lắm nổi trung chuyên, bi tâm vô giải quyện, phú hộ ư quần sanh. Phú hộ là gì? Nghe biết ngay mà. Pháp Hòa nghe Pháp Hòa hỏi chứ mà biết quý vị nghĩ chữ gì rồi đó. Tại vì lúc nào nữa tôi muốn làm phú hộ. Chữ phú là che, chữ hộ là gia hộ, che chở cho con, bảo hộ cho con. Sao nghe chữ phú hộ cái khoái. Pháp Hòa nói gì nè, ở trong cái bản văn Hồng Danh Sám có câu gì nè: mình tạo tội á, hoặc hữu phú tàn, hoặc bất phú tàn, ưng đọa địa ngục. Nhớ không? Chữ phú là che, chữ tàn là chứa ẩn. Có đôi khi mình chứa rồi mình che. Chữ phú là che, chữ hộ là bảo hộ. Cho nên bây giờ mình xin Phật, không lẽ tự nhiên nói hồi cái có nhà giàu nhà nghèo gì ở trong này. Đặt lắp câu văn của người ta. Bi tâm vô giải quyện, tức là xin hãy lấy lòng từ bi mà không có mỏi mệt vì chúng con. Chúng con biết chúng con làm phiền quý ngài dữ lắm, nhưng mà xin quý ngài được vì thương chúng con mà đừng có mỏi mệt vì chúng con. Hãy che chở chúng con, bảo bọc chúng con, phú hộ ư quần sanh. Chữ quần là nhiều là đông. Dĩ tư bất tận công đức phụng, nguyện đem công đức bất tận này cầu cho tất cả chúng con. Phụng vì cầu sám hối đệ tử đó. Liệt tam độc căn. Tam độc căn là gì? Tham sân si. Mà căn nghĩa là gì? Là cội gốc. Hãy xé nát cái cội gốc của tam độc là tham sân si. Việt là gì? Việt Nam. Chữ Việt là vượt, phải không? Vượt tam giới võng, tức là vượt qua được cái võng của tam giới. Thí dụ cái bài sám quy mạng nè: phá nghi võng ư trùng trùng, phải không? Việt tam kỳ chi kiếp hải, phá nghi võng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long thánh chủng. Chữ Việt là vượt. Cho nên ở đây có đạo hữu là quang Việt, tức là ánh sáng vượt bực hơn những ánh sáng. Ánh sáng vàng rồng. Việt tam giới võng, phục nguyện. Phục nguyện tức là lại nguyện một lần nữa. Phục nguyện tam nghiệp thanh tịnh. Tam nghiệp là thân khẩu ý thanh tịnh. Tam giải thoát môn như thành tựu. Tam giải thoát môn là gì? Ba cánh cửa giải thoát. Ba cánh cửa giải thoát của nhà Phật là gì? Cửa trước, cửa sau và cửa hông. Phải không? Phải ba cửa đó không? Ba cái cánh cửa làm cho mình giải thoát khổ đau. Ba cánh cửa đó là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mà mình hiểu được đời là vô thường, nếu mình hiểu được bản chất của cuộc đời là khổ, dù thương cũng khổ, phải không?
ghét khổ đã đành mà thương cũng khổ luôn. Cầu muốn không được khổ đã đành, mà có rồi mà mất cũng khổ luôn. Xấu khổ đã đành, đẹp cũng khổ luôn. Nếu mà nhìn cho kỹ thì bản chất cuộc đời này là khổ. Tại sao khổ? Bởi vì nó vô thường. Mà mình không nhận ra nó là vô thường, thành ra nó khổ. Mà bây giờ mình muốn hiểu nó để không khổ là mình phải nhìn rõ nó là chỉ do duyên sanh. Duyên sanh là vô ngã. Chữ vô ngã nghĩa là không có cái bản chất chất thật của nó, chẳng qua là duyên sanh. Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị gọi là nước trà. Do sao mà có nước trà? Bởi vì chúng ta có nước nóng, nước sôi hòa với cái loại lá gọi là trà. Hai cái đó duyên lại để gọi là nước trà. Rồi bây giờ nhìn sâu vô cây trà. Cây trà từ đâu mà sanh? Từ giống hạt trà. Rồi do nước, do đất, do sương, do nắng để có cây trà. Như vậy thì bản chất trà nó cũng nhiều cái chi tiết không phải là trà. Bản chất nước nó cũng nhiều chi tiết không phải là nước. Do một thứ bốc hơi thành ra mây, mây rơi xuống làm mưa, mưa rồi vô trong nước, nước nấu sôi kêu nước sôi. Nước đông lại có cái cảm lạnh gọi là nước lạnh. Nước đông cục kêu nước đá. Nước bị sóng nhồi kêu là nước mà bị nhồi lên thành những đợt thì chúng ta gọi là sóng. Rồi nó bấp bênh kêu là bọt. Nhưng mà bọt, sóng cũng là nước. Như vậy thì tất cả các thứ đó nó không có thường. Bởi vì hễ mà gió thổi mạnh nó lên về cái kêu sóng, mà nó lặn xuống cái kêu nước. Vậy nếu nó là thường, nếu nó là thường thì nó ở mãi đó. Bởi vì nó là vô thường. Vì sao nó vô thường? Bởi vì nó là giả, nó là duyên hợp. Mà duyên hợp là giả có, mà giả có cho nên gọi nó là vô ngã. Mà vô ngã gọi là không. Không là tại vì duyên sanh cho nên gọi là không, chứ không phải là không có gì hết. Chữ không là do duyên sanh mà gọi không, chứ không phải là totally nothing. Cho nên ví dụ cái ly này, ngay cái đương thể tức không là ngay cái lúc mà nó là ly là mình vẫn thấy là không. Là do đất nè, do nước nè, thấy không? Do cái độ nóng đun nó lên, rồi sơn, rồi đủ thứ gò mài để gọi là cái ly. Cũng không đúng luôn, kêu cái tách mới đúng. Bởi vì cái gì mà nó lùng lùng mà nó có cái quai cầm thì gọi là cái tách. Còn khi nó không có quai, nó cao cao mới gọi là ly. Mà nó nhỏ nhỏ chút xíu kêu là chung. À, chung, ly, tách. Nhưng mà thật chất nó cũng là đất. Vậy thì danh cũng giả. Cái danh nè, cái ta ly, rồi tách, rồi chung cũng là giả. Mà tướng nó cũng giả. Dụng nó có giả luôn không? Quý vị nói, cái dụng của cái ly này là để hứng nước, để đựng nước uống. Trợt, lỡ không có gì đựng canh, lấy này đựng được không? Như vậy thì cái dụng của nó đâu nhất thiết là để đựng nước trà. Mà hãy mình dính vô cái nào thì mình khổ cái đó. Phải không? Nếu mà mình bỏ được cái đó thì mình mở được cánh cửa giải thoát của vô thường, của vô ngã, của không. Vậy thì ba cánh cửa, hãy mở được cửa nào thì mình giải thoát cửa đó. Cho nên gọi là tam giải thoát môn. Tâm lý trị liệu nhăn mặt là sao? Bây giờ Pháp Hoài, quý vị nhìn cái bông hồng này nè, quý vị gọi nó là bông gì? Mà thật sự nó hồng không? Nó có tự xưng nó I am rose không? Nó đâu có xưng nó là cái gì đâu. Tự mình đặt cho nó cái tên là bông hồng. Nhưng mà người miền Tây không kêu bông hồng, kêu bông hường.
Rồi mình thấy cái bông hường, rồi nó nhảy dựng lên, nó nô ai em hồng. Ở trong giấy tờ Pháp Hòa đó, Pháp Hòa tên là Huỳnh Thanh Toàn. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi làm răng thì cái cô y tá cổ đứng ra cổ kêu Huỳnh Thanh Toàn, bà ngoại Pháp Hòa không dẫn vô, bà nói không, cháu tôi tên là Huỳnh Thanh Tàn. Bởi vì bà miền Tây, bà người miền Tây là bà đâu có kêu Toàn, bà kêu Tàn. Pháp Hòa nói dạ không, con tên Huỳnh Thanh Còn. Tại vì hồi nhỏ mình nói ngọng. Cho nên rốt cuộc hai bà cháu ngồi nguyên ngày, nhất định không vô. Nói cháu tôi không phải đó, cháu tôi tên Huỳnh Thanh Tàn. Nói bà ngoại nói cho con tên Huỳnh Thanh Còn. Rốt cuộc không vô. Như vậy quý vị thấy khi mình vướng cái chữ nào thì mình nhất định chấp cái chữ đó, rồi là mình không giải thoát chữ đó. Ở miền Tây á, người ta không gọi là hòa thượng, người ta cũng không gọi hòa thượng mà tới kêu là huề thượng. Ở miền Tây kêu ông huề thượng. Người ta cũng không gọi là thượng tọa mà có gọi thượng tạ. Miền Tây kêu thượng tạ. Rồi ông nói trời ơi, tôi ốm nhôm ốm nhấp đâu đủ ông tạ, kêu thượng tạ. Quý vị hiểu được thế nào gọi là giải thoát không? Giải thoát nghĩa là hãy mình dính cái tên, cái thể, cái dụng. Cái tên nó là ly, gọi là danh. Thể nó là dáng như thế này. Dụng của nó là đựng nước. Tướng của nó là cao nè. Tướng, tánh, thể, dụng gì đó. Tánh của nó là đất. Bây giờ cái người nhìn như thật á, là tánh nó như vậy, thì tướng, tánh nó là đất. Nắng nó ra vậy thì tướng nó vậy. Anh muốn kêu gì cũng được hết. Anh kêu cái ly cũng được, anh kêu cái tách cũng được, anh kêu cái chung cũng được, anh kêu cái chén cũng được. Miễn là anh trong lúc đó anh cần dụng nó lúc cái gì thì anh gọi nó cái đó. Bây giờ lỡ bể cái quai, thậm chí đi cúng cô hồn buổi chiều á, hay cúng ông bà, cúng gì đó mà không có cái lư hương, lấy cái ly này xúc chung gạo ra để làm lư hương được không? Mình chuyên môn mà. Chuyên môn mà. Chuyên môn xúc ly cắm ở ngoài trời làm lư hương mà. À, tại vì nói là không được sắm lư hương. Thì cúng tạm gì thì múc chung cấm cúng lư hương. Vậy thì không. Khổ, vô thường, vô ngã là ba cánh cửa giúp cho mình mở ra cái sự an lạc giải thoát cho mình. Bản chất của mọi thứ là vô thường. Bản chất của mọi thứ là khổ. Mà bản chất của nó là không thật, chẳng qua là do duyên sanh, cho nên gọi là vô ngã. Đã hiểu như vậy thì có gì khổ nữa. Mà không khổ là mở được ba cánh cửa giải thoát. Tam nghiệp thanh tịnh, tam giải thoát môn như thành tựu. Và bây giờ mình cũng thành tựu ngay đây. Chiều nay mình nói tiếp. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy quý vị có hiểu được cái chỗ đó không? Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta hồi hướng bởi vì chúng ta còn có chương trình kế tiếp. Thì theo như chương trình tối nay đó, thì chúng ta vẫn có một buổi nữa. Thì có thể là tối nay chúng ta sẽ dư giờ bởi vì chúng ta không còn nhiều còn đoạn nữa để học. Cho nên là nếu quý vị muốn thì có thể ghi một vài câu hỏi liên quan đến sự tu học của mình. Rồi tối nay học xong cái đoạn này, rồi Pháp Hòa sẽ
chúng ta sẽ cùng học hỏi những câu hỏi với nhau. Và bây giờ thì xin mời đại chúng hồi hướng thì chúng ta có chương trình kế tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh. Thank you.